Sáng ngày 8 tháng 8 năm 2023, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức liên hoan chi hội trưởng nông dân tiêu biểu tỉnh năm 2023. Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy Bùi Văn Hãng em cùng 97 chi hội trưởng nông dân tiêu biểu đại diện cho trên 1.000 chi hội nông dân toàn tỉnh về dự liên hoan tại liên hoan các đại biểu xem phóng sự nghe ý kiến tham luận của các đại biểu đặc biệt là ý kiến trao đổi của các đồng chí về dự liên hoan phó chủ tịch trung ương hội nông dân việt nam cao xuân thu vân thay mặt ban chấp hành trung ương hội nông dân việt nam ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của công tác hội và phong trào nông dân trong đó có sự đóng góp to lớn của các chi hội trưởng các chi hội trong thời gian tới mong muốn các cấp hội tiếp tục quan tâm đồng hành hỗ trợ hoạt động chi hội nhiều hơn nữa Phối hợp hỗ trợ tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân tiếp cận để công tác hội, phong trào nông dân và hoạt động của các cán bộ chi hội trưởng ngày càng hiệu quả. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đề nghị các cấp hội, đặc biệt là cán bộ hội cơ sở trong tỉnh tập trung chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028. Xem đây là sự kiện chính trị quan trọng của Hội nông dân tỉnh nhà để quyết nghị những giải pháp cụ thể xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân sản xuất theo định hướng phát triển của tỉnh. Chú trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội, tổ hội, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt để ngày càng có nhiều hội viên nông dân, hộ nông dân tham gia các câu lạc bộ nông dân tỷ phú phát huy tốt hơn nữa vai trò tham mưu, đề xuất, làm cầu nối giữa cấp quỹ, chính quyền, nhà khoa học, doanh nghiệp với hội viên, nông dân nhằm định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo, kết nối và hỗ trợ chi hội nông dân thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, kịp thời biểu dương, khen thưởng và đề xuất khen thưởng các gương nông dân điển hình, đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, cuộc vận động, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Dịp này, ban tổ chức đã tuyên dương 27 chi hội trưởng nông dân tiêu biểu, trao 500 triệu đồng xây 10 căn nhà tình thương, trao hoa và thư cảm ơn các nhà tài trợ.